Năm ăn lên 15, muốn thực học thực nghiệp thật nhanh, muốn học nhanh làm sớm không phải chân trời khác, muốn trở nên tự lập và tự tin tỏa sáng. Nhưng mà không có môi trường an toàn thân thiện, không có ngoại khóa, không có trải nghiệm. Để biết sớm để dành một phần thanh xuân thì phổ thông cao đẳng là nơi để anh dừng chân. Sau 3 năm phấn đấu, it's another day. Bằng cao đăng sáng giá đây là cầm trên tay. Baby I'm going up, I'm on my way. Baby I'm going up, FPT on my way. Phổ thông cao đẳng FPT, phổ thông cao đẳng FPT, phổ thông cao đẳng FPT. I'm on my way, I'm on my way. Lớp chính mà không biết về đâu, ngồi mò tìm trường thật lâu, muốn học nghề yêu thích của bản thân, lên con đường thành đạt tự lực bằng đôi chân. Phổ thông cao đẳng FPT body perfect, chỉ cần học bạ trung học sẽ tuyệt, sau tôi kịp được đôi thuyền lâm nghiệp. Come on come on, quá tuyệt quá tuyệt. Sau 3 năm phấn đấu, it's another day. Bằng cao đẳng sáng giá đây đã cầm trên tay. Baby I'm going up, I'm on my way. Baby, I'm going up, FPT on my way. Phổ thông cao đẳng FPT, phổ thông cao đẳng FPT, phổ thông cao đẳng FPT. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Ngại chi hãy gia nhập đại gia đình phổ thông cao đẳng FPT ngày đi. Let's get